Cây hồng ngọc mai này mình nuôi từ cái cành nhỏ xíu, nuôi thả ngoài đất tầm 8 tháng thì được cái phôi, em nó ra hoa ra quả luôn này. Mình cắt cụt và cho lên chậu nuôi tiếp, thêm 1 tháng thì nó ra mầm như này. Nắn cái cành nó chéo đi một tí như này. Sau 14 tháng cành đủ to thì mình lại cắt giật vào dây, uốn một đoạn co thôi. Sau đó mình dựng ngọn cho nó nhanh lớn, uốn nắn nhìn làm sao nhìn là không bị đơ là được. Và đây là sau 15 tháng. Nhổ mấy cái cỏ này nhìn cho nó thoáng. Đây nó có một cái mắt mầm này, nhưng mà mắt mầm tiếp theo nó tận ở đây cơ. Là mình sẽ cắt nó đi và ít nữa nó sẽ mọc lại thôi. Mọc lại thì mình tiếp tục mình nuôi nó dài lên một đoạn nữa, mình mới tách nhánh.